Cửa hàng âm thanh Xuân Túc Đỏ xin kính chào toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. Xin thưa các bác là ngày hôm nay thì cửa hàng bên em vừa về cho các bác, đây là một lô đẩy chạy công nghệ cà lắt ITM thương hiệu Leson. Thì cái thương hiệu Leson này thì mọi người khá là quen thuộc ở thị trường Việt Nam. Các bác chỉ cần lên Google gõ chữ Leson là nó sẽ ra rất là nhiều tìm kiếm luôn, có hàng ngàn cái tìm kiếm. Chúng ta thấy nó sẽ có những dòng mạch công suất của hàng Leson và như thế nào. Thì xin thưa các bác là đối với dòng mạch dòng đẩy của Leson thì giá trên thị trường nó khá là cao. Còn hai kênh có thể phải tầm 10 mấy triệu trở lên, và 4 kênh phải tầm trên 20 triệu đến 30 triệu một con. Nói chung là nó rất là mắc. Hôm nay thì em Xuân về được khoảng chục con hàng Leson với mã là PCM8. Thì con này nó chạy cả lắt Y và 800W một kênh các bác nha. 800W một kênh ở 8 ohm và 1200W một kênh ở 4 ohm, nó khá là khỏe. Nói chung là có thể cho các bác 2 đôi full 30 nhẹ nhàng hoặc là 2 đôi full 40 con 76 vẫn ok. Đấy, đặc biệt là cái thiết kế con đẩy của hãng Leson thì cực kỳ đẹp luôn. Nhìn nó rất là sang, xịn mịn đúng không? Từ đèn led là led vuông rồi, chiếc áp là chiếc áp bi, nút là nút nhôm. Tất cả mọi thứ đẹp, tay là tay đặc các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Bên đây chúng ta thấy là nó sẽ có cái tem ITM. Đấy, các bác ạ. Nó sẽ có chữ ITM ở đây. Thì cái dòng Class E này thì nó quá quen thuộc rồi. Thì trong 1-2 năm trở lại đây thì đối với những cái dòng đấy Class E thì nó khá là nổi. Đặc biệt là chất âm của dòng Class E thì nó rất là sạch, tiếng hay. Đặc biệt là các bác có thể dùng để nghe nhạc cũng được luôn. Thế nên Class E thì mấy năm nay rất là trộm. Đấy, một trong những dòng mạch của nó đầy cao. Đấy, thì với dòng mạch con đấy này thì hiện tại bây giờ có thể nói là đang cực kỳ đẹp luôn. Lô này của em này đang rất là đẹp. Tất cả mọi thứ đang cực kỳ đẹp. Tất cả tụ ở đây nó hiện tượng là tất cả đều là chưa có một cái hiện tượng phù một cái gì bác nhá. Tất cả chưa phù một cái gì hết. Phẳng lì luôn các bác nhá. Đấy, tem QR mọi thứ cực kỳ đầy đủ luôn. Tất cả mọi ốc ở trên đây zin hết. Keo là keo zin. Tất cả mọi thứ là zin đét 100%. Lô đẩy đấy của em phải nói là đẹp hoàn hảo từ cái ốc. Mọi nhìn đấy, tất cả mọi thứ nhá. Là em bao các bác là zin đét 100%. Hàng là hàng tuyệt phẩm đấy. Con này là hàng mắc tiền cho nên là em Xuân nói thật các bác là khi mua bọn em là kiểm tra rất là kỹ, chứ không phải là bọn em bốc thừa lô linh tinh được, mà phải kiểm tra cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy. Hàng các bác nhìn này, từng cái bo mạch này, đấy, từng cái ốc này, từng con tụ này. Đấy, từng con tụ này. Ốc ác mọi thứ là đang còn hoàn hảo, tem mác là đầy đủ hết. Thấy không? Ốc ác là đang ngon hết này, cực kỳ đẹp luôn. Đã máy đã được kiểm tra cẩn thận luôn. Đấy. Ở phía sau chúng ta thấy đây, ở phía sau nó sẽ có tem QR và có chế độ chơi đường vào, đấy, đường ra, ra thì cả cọc và cả điều trích luôn để cho các bác chơi nha. Rất đẹp đúng không? Cực kỳ đẹp luôn. Tụ tét mọi thứ đang còn nguyên đét 100%. Thì với con đẩy này hiện tại bên đây cửa hàng em Xuân Túc Đỏ đang bán cho các bác với giá là 5.500.000 đồng cho một con. Đấy, thì con đẩy này đặc biệt là những anh em nào mà chơi karaoke gia đình hoặc là lắp phòng lắp phép thì quá tuyệt vời rồi. Con này các bác mà đặc biệt là để mà nghe nhạc thì rất là hay. Thì các bác biết được cái đắt y thì chất âm của nó là siêu sạch, chứ không phải siêu sạch thường. Nó rất là sạch, cực kỳ sạch và rất là đẹp luôn. Và tính nó hay lắm. Các bác có thể thử nghiệm bằng cách là các bác không cần dùng vang. Đấy, các bác lấy điện thoại, bác cắm thẳng từ điện thoại vào trong đẩy, chúng ta ra loa. Thì các bác sẽ thấy là con đẩy này nó vẫn sẽ ra được cả dãy tép rất là sáng, rất là rõ. Đó là cái quan trọng nhất. Đấy. Chứ các bác lấy một con đẩy class AB các dòng đẩy rẻ tiền các bác thử mà xem, tiếng nó sẽ khá đục. Nó sẽ ra đục các bác nhé. Thì con này tiếng nó rất là sáng, đảm bảo cực kỳ sáng vào trong luôn. Nó khác biệt rất là nhiều. Cho nên anh em mà đang có nhu cầu về dòng đẩy này em nghĩ không được bỏ qua đâu. Mà cho những con đẩy hàng mắc tiền, đấy, ngày hôm nay giá bãi thì chỉ bằng gọi là 1/3, 1/4 khi mới đây, rất là rẻ. Cho nên anh em tranh thủ chúng ta chơi đẩy này. Đấy. Số lượng thì em có đúng 10 con, 10 con các bác nhá. PCM10 trong đây có một con PT3000 thì nó giống nhau, nó khác nhau về cái năm thôi. Thì nó tên là khác thôi, còn nó giống nhau hết các bác ạ. PCM8 hết. Đều là 800W một kênh các bác nhá, chạy công nghệ đặt y. Nhưng anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ với em Xuân nha. Xuân cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.